Tiếp tục với các thông tin về thị trường nông sản, thưa quý vị, thưa các bạn, giá heo hơi ngày hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước, với biên độ giảm ghi nhận trong khoảng từ 1.000 đến 5.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, giá heo hơi tại Bắc Giang giảm nhiều nhất 5.000 đồng 1 kg xuống còn 33.000 đồng. Ninh Bình cũng giảm tới 3 giá xuống 36.000 đồng 1 kg. Tại Phú Thọ, giá heo hơi giảm 2.000 đồng 1 kg xuống 37.000 đồng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng. Duy nhất tại Đắk Lắc, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng xuống còn 44.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục suy yếu. Cụ thể, giá heo hơi tại Tiền Giang giảm 2.000 đồng 1 kg xuống 45.000 đồng 1 kg. Long An giảm 1.000 đồng xuống còn 48.000 đồng 1 kg.